Đây mình thử cái bơm lớp hai xi lanh đi Hà Nội nha, khách đặt ngày 18 tháng 8, hàng còn nguyên vẹn không bể gì hết nha anh chị, đèn không bể gì hết nha. Bây giờ mình sẽ thử. Ok, hàng không vấn đề gì nha. Đây là bộ dây tẩu, bộ dây cắm vào bình ô tô. Cái này là bộ phần thiết bị để mà bơm bong bóng, nút giảm chấn. Này chuyên gia tới nghe cái giờ nghe cái giờ linh không hả? Còn mấy đại ca không à, thích mua rất thích trả về. Đây còn nguyên vẹn nha. Quấn cái tàu. Cái túi. Bộ dụng cụ. Giảm chấn. Có trong phòng đó ngoài bữa nó bố mấy cái hàng nhỏ đó đem về bên này đi, đừng để bên kho, để nhét bên đó chỗ nào tìm hết. Trần Trung, khu đô thị
khu đô thị Dương Hội, phường Dương Hội, quận Hà Đông, Hà Nội nha. Trần Trung. Trần Trung.